Rồi, hello mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cập nhật cái firmware ha. Cụ thể ở đây là con T-Blink ha mọi người. Đây, trước khi cập nhật firmware ha, chúng ta sẽ dòm gõ cái thông số của nó nha. Đây là ở đây là cái model nè. Là TLWR841N ha. Rồi. Kèm theo cái vạch sinh đó mọi người. Đây vạch sinh là 14.1 ha, là coi như là vạch sinh 14. Đó, chúng ta phải nhớ đúng ha. Cái model là TLWR841N. Vạch sinh là 14. Rồi, sau khi mình biết cái mã của cái model ha, cũng như cái vạch sinh, chúng ta sẽ vào trang web của T-Blink ha. Chúng ta sẽ tiến hành đi download cái firmware mới về. Rồi, giờ mình vô trang web cho mọi người. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành vào trang web của T-Blink ha. Chúng ta gõ T-Blink. Rồi, tblink.com ha mọi người. Rồi chúng ta vô cái phục hỗ trợ nè. Rồi tải về ha. Ở đây chúng ta có thể gõ cái model cho nó nhanh ha. TLWR841N. Rồi. Cho nó nhanh. Rồi. Đúng cái lỗi của mình rồi ha. TLWR841N. Rồi hồi nãy mình có xem nó là vạch sinh 14 luôn ha. Thì hiện tại ở đây là vạch sinh 14 là mới nhất. Chúng ta tuyệt đối không có đau độn ha. Đau đúng cái vạch sinh. Nếu mà đau lộn là nó có nguy cơ nó bị lỗi ha mọi người. Rồi 14. Đây chúng ta chọn firmware nè. Rồi. Cái phiên bản mới nhất đó là 180319 ha. Rồi, giờ chúng ta sẽ vô cái router của chúng ta ha, chúng ta coi cái phiên bản hiện tại nó là bao nhiêu ha. 192.168.0.1. Rồi. Rồi, chúng ta vô mục công cụ hệ thống ha. Nâng cấp phần mềm nè. Rồi chúng ta vào coi ha. Phiên bản phần mềm hiện tại là 180319. Rồi chúng ta xem trên đây phiên bản mới nhất cũng là 180319 ha mọi người. Trong cái trường hợp này của mình nó là không cần nâng cấp ha, tại vì con này cũng đã mới rồi. Này đợt trước mình đã nâng cấp rồi đó. Rồi mình giả dụ trong trường hợp này là cái phiên bản này nó thấp ha. Có thể là phiên bản này là 117 hay gì đó. Rồi mình sẽ down về ha. Ok, mình sẽ lưu lại. Down cái firmware về. Rồi xong chúng ta sẽ giải nén ra ha. Extract here. Đây, đây. Sau khi chúng ta giải nén ra là chúng ta được một cái file ha. Đây cái file này thường thường cái đuôi nó là chấm bin ha mọi người. Rồi. Rồi, mình đang giả dụ qua cái trường hợp này là cái firmware này là firmware mới nhất ha. Còn cái firmware của cái con router mình là firmware cũ.
Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành update cho nó nha. Đây là cái file mình download về ha. Rồi mình giả dụ đây là firmware mới nhất nha. Rồi mình bấm chọn tập tin. Rồi mình chỉ ra cái đường dẫn của nó ha. Đây. Mình chọn đúng cái firmware ha. Cái này mình muốn nâng cấp. Đó. Chờ khoảng một vài phút ha. Để nó cập nhật cái firmware mới. Thì sau khi nó cập nhật xong thì nó sẽ restart lại modem hả mọi người. Rồi xong rồi đó, thì khi đó modem nó sẽ tự động, router nó sẽ tự động khởi động lại ha. Thì mình vô đây mình coi thì nó sẽ là mặt cái phiên bản mới nhất ha. Vậy là mình đã hướng dẫn mọi người cách cập nhật firmware cho router ha mọi người. Thì những con router khác thì nó cũng sẽ tương tự thôi, mà mình cũng sẽ kiếm cái model ha, cũng như cái phiên bản của nó mình download về đúng cập nhật. Rồi phần hướng dẫn của mình ở đây là hết nha, mình xin gặp hẹn gặp lại mọi người vào phần hướng dẫn tiếp theo. Rồi xin chào ha.